Hello quý vị và các bạn. Buổi trưa hôm nay Tiến Dũng cũng test luôn con đẩy EV7600 chạy 32 sò Motorola. Thì đi hôm qua Tiến Dũng test con QC rồi, thì hôm nay sẽ test tiếp tục con 7600. Vẫn là đây loa GB SB215-6 qua nhé. Volume vẫn để hướng 3 giờ như tất cả những con QC hay là những con Grab. Rồi bây giờ Tiến Dũng sẽ test cái nhạc theo Itamic đi. Không biết là có vi phạm bản quyền không thì cứ thử đã. Nhưng vi phạm bản quyền thì thôi. Rồi, mời các bác nghe thử chất âm nhé. Thì cái con này sẽ 32 sò. Máy móc thì nó tương đương với cả QC. Đấy. Giá 13 triệu bao ship cho các bác. Đấy. Nhìn nó số bẩn bẩn thì thôi các bác. Đường máy bên trong nó mỹ mãn luôn. À đây, cái này giới thiệu sau luôn. Đằng sau cái con này là vít dây noa đây, được con này. Hai cọc giữa đây là hai cọc dương, hai còn là hai âm. Còn nếu mà khi nào mà đánh brick thì hai cọc dương giữa là brick, nó để trên brick các bạn này, nhìn thấy chưa? Chỉ gạt brick đây này, gạt nó đang lên đây, nó brick. Đây là quạt gió chạy siêu êm luôn, họ đang chạy. Dưới đây là hai cái rắc lưu trích ra loa trái phải. Còn đây là brick nốt luôn nha. Nếu mà bác brick thì bác cắm đây, gạt là chạy brick thôi. Là bất tiện. Đầu vào thì là nó có hai đường rắc 6 ly và hai đường rắc cao lông. Là chất lượng linh kiện là quá ngầu luôn, đây những cầu lối của nó. Bên này là cầu chì và dây nguồn. Đây cầu chì. Đây nó sinh năm bao nhiêu rồi này? 25 tháng 8 năm 94. 25 tháng 8 năm 94 rồi. Mà vẫn đẹp như này không? Giá thì 13 triệu, bao ship cho các bác. Đây là mời các bác nghe chất âm con đẩy EV7600, giá 13 triệu bao ship.
Thế chứ chất âm ở loa Mỹ thì các bác cũng không phải lăn tăn về một cái vấn đề gì cả. Nó quá hay rồi, nó quá đẳng cấp rồi. Quan trọng là cái giá thành là rất hợp lý, là 13 triệu mà sở hữu một chiếc đẩy của Mỹ EV chạy 32 tò Motorola. Đó. Hôm nay các bác bỏ cái đồng tiền ra chơi rất xứng đáng. Còn các bác là đôi khi là rất nhiều bác thì là mua những cái cục đẩy là to đùng Trung Quốc không có hơn chục triệu mà chất âm không ra gì. Đấy. Đây đẩy Mỹ 13 triệu bao ship cho các bác. Đấy. QC thế, vẫn 32 to, vẫn 13 triệu bao ship. Và con toa này của nó thì nó quá khủng khiếp rồi. Bác nào mà thích nghe nhạc một tiếng bass nó như bom nữa, hơn cả con Q thế, con QC và con EV nữa thì phải to. 18 triệu bao ship được các bác. Nặng 40 cân này là gần 40 cân. Còn những cái con đẩy Ground 3600 thì còn một con 27 triệu các bác nhé. Và ba con 28 triệu. Còn bốn con nó hết rồi các bạn. Bạn nào có nhu cầu lấy thì liên hệ với bên em. Và đây là 5002, nó nhiều mới tinh rồi. Hình gì? Đây em để bụi chả lau chùi. Vâng, đó là chất âm của chiếc đẩy EV 7600 chạy 32 giò Motorola giá 13 triệu bao ship cho các bác. Bác là có nhu cầu lấy thì là cứ liên hệ với Tiến Minh Vi. Theo số điện thoại là 0948 388 448. Xin nhắc lại là 0948 388 448. Tiến Minh Vi ở Thổ Tàng, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc. Vâng, các bác thấy video hay thì bấm like và chia sẻ cho Tiến Minh Vi để được nhiều bác trên mọi miền Tổ quốc được đến cửa hàng Tiến Minh Vi hơn. Vâng, và vậy xin chào tất cả quý vị và các bạn.